Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta giới thiệu về mình nha. Em tên là Huỳnh Nguyễn Việt Xuân. Năm nay em 26 tuổi, hiện sống và làm việc ở Long An. Em làm nghề gì? Dạ, em làm kỹ thuật viên bên công ty về sơn ạ. Làm ở Long An nhưng mà huyện nào? Huyện Bến Lức á. Bến Lức luôn. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh với lại chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Kiều Anh, em quê ở Kiên Giang. Em 25 tuổi và đang là kế toán, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp lận anh. Vậy là về tới Bến Lức cũng dạ, hơi... Dạ không sao, trên quê em là Kiên Giang nên là trên đường về nhà em là cũng qua nhà ảnh. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Ưu điểm của em là hiền lành. Nếu có vợ thì biết phụ vợ làm việc nhà. Ồ, cái này hay à. Được. Mặc dù em không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Dạ. Nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Đói thì cũng bực bội, khó chịu. Đói quạo đúng không? Quạo, quạo. Giống anh nó đói quạo rồi, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Rồi bạn gái. Bù lại cho bạn kia là em biết nấu ăn anh. À, tốt dạ, quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự khen. Tự tin thôi, có gì đâu em. Vậy hỗ trợ cho nhau được rồi. Dạ, 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 dạ. Dạ, em nấu ăn cũng giỏi, cũng thích nghiên cứu về món ăn lắm. Rồi. Nên là bạn đó có thể về thử món ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm. Dạ, em hay ngủ. Em ngủ nướng nhiều. Ngủ rồi lố giờ, sao giờ đâu nấu ăn. Vậy là chắc để anh bị đói. Mà anh bị đói là anh sẽ quạo. Nếu mà hai đứa chung nhà có ảnh là em sẽ canh giờ. À, được, dễ rồi, thương không lo. Bây giờ em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được một mối tình ạ. Em qua bạn đó được 9 tháng nhưng mà cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi. Hai đứa cũng không hợp, xong rồi bạn đó có người mới. Xong rồi thôi hai đứa nghỉ chơi. Rồi từ đó đến đây 5-6 năm, lý do tại sao mình vẫn không tìm được người nào? Là lúc đó em học năm mốt, năm nhất, năm hai đại học. Em nói là thôi đi, để từ từ đi. Lúc đó là mình tự trau dồi bản thân mình đi. Lo học này, làm thêm, để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân á. Bây giờ mình đã mong muốn thật sự có bạn trai chưa? Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp bạn đó thì cứ tiến tới hôn nhân thôi. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em thôi. Giờ hối quá rồi không? Trời ơi, em về quê em nói là ai cũng nói con ơi, có chồng chưa? Còn gán có chồng đi. Bạn trai thì sao? Đó, bên đây là hối rồi nghe. Bạn trai sao? Dạ, em đã trải qua 3 mối tình nè. Mối tình gần nhất đây thì em quen được khoảng 1 năm thì chia tay. Có 1 năm rồi hả? Dạ. Vậy cũng mới quen sơ sơ à. Có mối tình nào quen dài hơn năm không? Có mối tình quen lâu thì khoảng 4 năm. Thời còn đi học, sinh nè. Rồi qua trải qua các mối tình đó, mình rút kinh nghiệm là mối tình kế tiếp này mình phải làm gì để mình giữ vững mối tình đó cho suốt cuộc đời luôn. Đó là phải hai người phải quan tâm nhau là... Đúng rồi, quan tâm tin tưởng nhau là được. Nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Chứ bên đây là hối lắm rồi á. Dạ đúng rồi anh, chừng nào anh cưới được anh. Khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu là có thể được thì mình tiến tới thôi. Dạ thôi miễn cưỡng đi, 1 năm thôi cũng chịu được đi. Miễn cưỡng 1 năm ráng chịu ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì cũng hơi lùng lùng. Nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi. Em muốn mét mấy? Bên đây mét 9 á. Ôi trời, thuốc tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6, mét 7 vậy thôi. Nhưng mà trả giá xíu xuống vẫn được. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại đó. Còn gì nữa không em? Dạ, bạn đó thì nói chung là không mập không ốm. Vừa người là được, ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu là được. Rất gọn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Tính gia trưởng nè. Em thích bạn đó tính tình thoải mái, phóng khoáng xíu đi. Người miền Tây đừng có lo em. Đừng lo ha. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm là như thế nào? Dễ thương rồi, hợp tính thì mình tiến tới. Em thích bạn nữ biết nấu ăn nè. Được rồi. Dạ. Chỉ cần dễ thương là được thôi. Đàn trai là yêu cầu dễ lắm. Dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Anh lại mắc cỡ quá. Cái gì đâu mắc cỡ. Em phải là một người con gái rất là năng động đó. Tươi à. Anh thích cái tính đó. Tươi. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Em phải cố gắng chứ, tại em kiếm chồng. Kiếm chồng. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó. Uống rượu hút thuốc thì em vẫn chịu được, nhưng mà có mức độ thôi. Mình vừa vừa thôi. Bạn bên đây thì chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu hút thuốc nhiều đâu. Mặt rất là thư sinh. Trời chết, ta thích quá. Trời ơi, bình tĩnh đi cô ơi. Vậy tôi coi rồi tôi xử lý cho. Trong cuộc sống anh thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Vậy mà ế ha. Bởi vì em nói anh chịu rồi. Rồi, đàn trai cũng chịu đàn gái rồi nha. Được. À, về ngoại hình thì có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Cười đẹp là được chị. Cái điểm nào em không thích không? Bạn nó hói đầu bị phệ nữa. Ghét cái vụ hói đầu lắm nha. Trời ơi, bên này hói quá hói luôn. Bụng phệ quá phệ luôn. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Ngày ăn ba bữa thôi à.
Đây mập cỡ chừng này chắc phải 8 mấy ký á. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu, ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có hẹn hò ở thành phố nè, cũng được vậy. Ừ. Một tuần 2-3 ngày cũng được. Nói chạy bên, từ Long An nói lên Bến Lức với gần Sài Gòn. Gần à. Bến Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới hả? Vậy đi rồi đường có, đường cao tốc có quẹo cái rào là tới rồi đúng không em? Dạ. Dạ đúng rồi. Mình đang đi xe hơi. Rồi mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, cho vợ con mình sau này chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định. Ở chung với bố mẹ. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Tính hay cằn nhằn rồi quản lý nhau quá. Chẳng hạn như mình đi chơi hay đâu mà cứ hỏi đi với ai, đi mấy người, bao giờ về, quản lý nhau quá thì em không thích lắm. Vậy chứ em đi chơi với ai? Thì ví dụ mình đi cà phê với bạn thì mình có nói là đi với bạn vậy thôi. Là phải tin tưởng nhau đúng không? Tin tưởng nhau. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu lý tưởng em mà dễ thương là như Jimmy cũng được. Trời sao cao dữ vậy. Không, cô này thông minh lắm á. Thông minh, lanh lợi, năng động ha. Bây giờ ăn thua là hai người coi có hợp với nhau hay không thôi ha. Dạ. Sao chị? Thì được, đẹp trai hơi mập thôi. Em trai đi với ai? Dạ, em nay em đi với lại anh trai với lại bạn. Em cũng chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Thì em là Lam, em là anh hai của Hoàng Xuân. Thì về cái khoảng cách đó, ở dưới nhà em lên trên đây cũng không xa lắm đâu. Tại vì bản thân em là minh chứng nè. Em đi làm sáng đi chiều về quận 3 Sài Gòn. Mỗi bình ngày? Thường, mỗi ngày. Em nghĩ hẹn hò giữa hai em thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Em nghĩ là vậy. Sao anh đi làm trên này anh không lên đây ở luôn đi? Tại vì gia đình cũng đơn chiếc, cũng hai anh em. Rồi cái nhà mình đang ở cũng là nhà thờ tổ ông bà. Thì ba mẹ cũng muốn bán ở trên quận 10 này. Thì ba mẹ ý, ba mẹ cũng muốn là anh em ở chung trong gia đình vậy đó. Còn trường hợp mà ví dụ như sau này hai em mà đến với nhau á, mà em có muốn ở riêng thì cũng vô tư thôi, bình thường không sao. Bến Lức giờ ngon lắm nha em. Dạ. Không giỡn nha. Ba mẹ thì cũng thoải mái. Để Sưng dạ. Nhậu dữ không? Sưng nó nhậu được. Nhậu được. Nó, nói chung là Sưng nó cũng có gen di truyền của ông. Còn ba với em thì không có nhậu. Mà hôm nay anh trai nhìn thấy cô em gái này như thế nào? Nói chung thì nhìn em cũng dễ thương, nhìn mặt cũng hiền hậu, thì đặc biệt là dân miền Tây mình nữa thì cũng rất là hợp với nhau. Hai em thì cũng nên cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu với nhau. Em nhìn thấy anh trai vậy là em đoán đó, bên kia nó vậy đó. Anh với Xuân là giống nhau á. Thấy sao? Dạ, được, được rồi. Tại nhìn anh trai mà đẹp trai là chắc em cũng đẹp rồi. Trời ơi. Quan trọng lúc nãy anh nói, nghe em nói là em thích nụ cười đẹp á. Dạ. Thì em nghĩ là nụ cười của Xuân có thể là cuốn hút em. Anh tin là vậy. Nhưng mà anh trai có chấm cô này chưa? Được không? Nói chung thì em thì nghĩ là chỉ cần Xuân nó tìm được một cái bạn mà hiểu nó, thông cảm, chia sẻ thôi. Rồi biết nấu ăn là cũng một lợi thế, tại Xuân nó cũng thích ăn ngon. Cô này nấu ăn ngon, tự tin đúng không? Dạ. Vậy là ngon rồi. Trong nhà thì cũng ba mẹ cũng thoải mái, cũng không bắt buộc em phải làm dâu hay làm gì đó, cứ thoải mái. Nói chung là tại anh vì còn anh nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi, thì anh cũng làm được việc hết rồi, nhà cũng có chị dâu đó, thì nói chung thì cũng thoải mái lắm. Rồi anh cũng nghĩ là sẵn hai em cũng đến chương trình này rồi thì cũng có cái duyên với nhau, thì anh nghĩ là nên hai em nên cho nhau một cái cơ hội bấm nút để tìm hiểu, rồi biết đâu đó có thể tương lai chúng ta là người gia đình. Rồi cảm ơn rồi, anh. Cảm ơn, cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái, chị họ, với lại đồng nghiệp của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào em. Đối với tiêu chuẩn của em, đưa ra thì em thấy anh này là nói chung đẹp trai là thứ nhất, nụ cười là duyên rồi đó. Nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. Hồi nãy anh Quỳnh Linh có nói là mập, không mập đâu em. À. Rất là người vừa người em ạ. Thấy chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em ngồi em cũng thích nữa. Dạ. Chị ơi, em cũng muốn lên đó. Chị ơi, của em. Không, em nhường. Chị nhường cho em liền. Nhưng mà ý là em cũng thấy anh này là tính có vẻ là rất là hiền. Rồi ăn mặc thì có vẻ chỉnh chu hơn. Em của em thì nhìn ở ngoài tiếp xúc cũng hiền, nhưng mà đụng chuyện thấy cũng mạnh mẽ lắm luôn. Hơi men phải không? Nam tính. Dạ, hơi men á. Bên nam mà thấy thư sinh mà bên nữ thấy men. Nhìn vậy thôi chứ không phải nhưng vậy quan đâu. Quan trọng là tôi thích men nhưng tôi thích con trai không á. Dạ, cái đó là hỏi em thôi chứ em cũng không biết là thích trai hay thích gái nữa. Trời ơi, vậy luôn á hả? Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Thời gian dành cho hai bạn em nha đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Rồi đó, bạn gái với con trai sao? Nãy giờ em nó thích rồi, nên là giờ còn thích nữa.
À, anh thì anh thấy em rất là dễ thương mà, da trắng dễ thương. Hẹn hò thì mình có hẹn hò ở thành phố hay gì đó cũng được. Giờ muốn hẹn hò với em là anh phải chạy từ nhà anh lên chỗ em hả? Ừ, vậy đó. Thế giờ anh định tuần hẹn mấy lần? Tuần 2-3 lần cũng được. À, 2-3 lần cũng được ha. Ừ. Gia đình bán ở quận 10 mà, anh làm thành phố luôn kìa. À, vậy là yên tâm rồi. Nếu rảnh qua bán rượu luôn cũng được. Anh có biết uống rượu không? Ít ly, uống ít ly thôi. Biết hút thuốc không? Không à. Ít ly là y 1 lít đó em. Y 1 lít. Uống là con ly đúng không? Nhưng mà uống gà uống hoài không bỏ được uống cái ly. Uống ly mà một lần anh cũng ít à. Dạ được rồi. Nói cái chung gì là... cô cũng được hết trơn. Làm như muốn chồng tới nơi rồi. Em hát bài tặng bạn trai nghe đi em. Thuyết phục ảnh đi chứ chị thấy là em là muốn rồi đó. Mà em thuyết phục ảnh đi. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ mưa ngâu, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Trời. Luyến lên chứ em nè. Khác đáp liền em trai. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, cùng anh đi bán sơn. Đi đến những nơi xa xôi, đi đến những nơi anh quên mất rồi. Có chút rụt rè. Nói chung là anh trai hơi nhút nhát. Nói chung là có ý là được rồi. Anh thấy anh sao? Xinh, dễ thương. Học với lại ý thích của anh. Biết nấu ăn nữa là anh thích lắm á. Dạ biết. Ừ. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà tại vì em thường hay nghiên cứu món ăn lắm, nên là có những cái thứ mà em mới nấu lần đầu á. Cũng được, để anh thử cho. Kể một vài món cho anh nghe coi anh hấp dẫn không? À, canh chua, cá kho, thịt kho, gì đại loại là để ăn cơm bình thường thôi, gỏi gì này kia thôi. Còn những cái món mà cao sang, nhà hàng quá thì em phải nghiên cứu từ từ. Vậy là nấu cơm cho gia đình ăn được rồi. Dạ. Yeah. Ủa nhưng mà anh không biết nấu thiệt luôn hả? Anh không biết nấu nhưng mà anh phụ em được. Phụ được đúng không? Ừ. Chung là miễn cưỡng thì được đúng không? Được, anh phụ này lặt vặt rồi đó. À lặt vặt được hả? Phụ là được rồi. Ừ. Chứ đừng có để mà tự nhiên để đó em làm một mình ơn, xong rồi bỏ em vơ vơ đó. Em làm này kỳ quá. Vơ vơ. Nửa tiền bạc về á, làm giữ ai giữ? Tiền bạc thì chắc anh đưa em giữ. Anh nhiều khi anh cũng không giữ được. Chắc rồi nha, nhớ nha. Thôi bây giờ tôi thấy nãy giờ ở dưới nói bạn nữ thì men rồi. Nãy giờ thấy bạn nữ tấn công bạn nam cũng nhiều rồi. Bây giờ bạn nam phải chứng tỏ mình nam nhi đại trượng phu. Bây giờ em làm gì đó có thể em tiến lên nắm tay cổ hoặc là nói một cái gì đó. Nói một cái gì đó hoặc em tỏ tình gì với cổ coi. Anh xin phép được nắm tay không ạ? Dạ thôi nắm đi. Em có yêu bản thân của em không? Dạ có. Thì làm tình địch với anh đi nha. Hả? Vậy em làm tình địch với anh nha. Hiểu không? Hiểu rồi. Tôi không hiểu gì chơi vậy. Thôi em hiểu được rồi. Ý là em nói là em yêu bản thân em, ảnh cũng sẽ yêu bản thân em, nên là hai người sẽ làm tình địch. À, hôm nay tôi được khai sáng. Cao siêu quá. Bà Mai thua. Em có thể nói ý nghĩa món quà hôm nay em tặng cho bạn đi. Dạ. Thứ nhất là anh không phải tặng hoa, tại vì hoa là để em nhìn nó tàn úa. Thứ hai là anh cũng phải tặng son. Tặng son thì mỗi lần đi với anh thì em cũng bị phai thôi. Chứ anh tặng cái gì? Để anh tặng gì? Anh tặng nước hoa. À, lưu giữ mùi đúng không? Ừ. Còn em món quà em tặng anh là một quyển sách mà em rất là yêu thích. Nhưng mà anh về coi sách thôi. Còn cái bìa ngoài là đừng để ý. Tại cái bìa ngoài em tự gói nên nhìn không có được đẹp lắm. Không sao, quan trọng tấm lòng là được. Dạ, tấm lòng là được. Dạ. Thôi đủ rồi, cặp này đủ rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nhấn nút là chúng ta tiến xa hơn đến cái chuyện kết hôn với nhau, chứ phải nhấn nút để chúng ta uống cà phê với nhau nha. Hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Phần quà của em đi nào. Nắm tay nhau đi. Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu. Hôn nhau. Em thích chạy em hôn em gái rồi chạy. Bây giờ em gái hôn em trai cái mới hay nè. Dạ, mình mến mà. Đúng rồi, có gì đâu. Dễ đó. Đâu. Rất dễ thương. Em chào chương trình, tên là Nguyễn Duy Khánh. Em sinh năm 1993, quê quán em ở Quảng Bình. Em vào lập nghiệp ở Sài Gòn.
Sài Gòn bao lâu rồi anh? Dạ hơn 10 năm rồi chị. Công việc cụ thể của em là em làm bên nhà hàng Hưng Phụ, kỹ thuật của em làm bên kỹ thuật điện tử chị. Kỹ thuật điện tử là cụ thể là gì ta? Dạ, bên quay lễ thôi chị. Dạ, bên quay lễ cửa, bên âm thanh đó, cho cô giúp cô lễ. Rồi thu nhập một tháng bao nhiêu em? Dạ, của em thu nhập tháng hơn 6 triệu chị. Rồi đủ trang trải trong ngày không? Dạ đủ chị. Hơn 6 triệu là thuê nhà ở với mọi người hả? Không, em ở gia đình. Nhà em ở đây hả? Dạ không, em ở đây, em vợ em thuê nhà em ở đây. Gia đình em thuê ở đây? Dạ, em ở đây. Ừ, bố mẹ em đang làm công việc gì trong này? Dạ, mẹ em quản lý nhà hàng. Ừ. Bố em làm bên xây dựng. Ừ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em điểm... Điểm mạnh, điểm yếu. À, điểm mạnh của em không thường không rượu chè, không bia, không thuốc lá, không cà phê. Nói chung không rượu chè, gái uống thuốc lá không? Không, không gái thì có chưa? Chưa. Gái có như thế nào? Không, gái thì chưa tiêm được mũi, chưa tiêm được người phù hợp. Em bây giờ chưa yêu ai. Là không có mấy cái thứ như là thuốc lá, rượu chè? Không. Cà phê? Không. Dạ. Thế còn... Điểm yếu? Điểm yếu thì hay ngủ nướng. Hay ngủ nướng? À. Có cái câu chuyện gì về cái việc ngủ nướng không? Nó gây ra tác hại không? Không, do mình làm về quá mệt cho nên mình ngủ nướng tí. Do công việc của mình nhiều quá nên nó mệt. Còn cái gì mà coi như là sở đoản của anh không ạ? Dạ không, em chỉ sở trường em thích nấu ăn, về thích thích nấu ăn cho đẹp ra cửa. À, thích nấu các món ăn. Món nào mà nấu giỏi nhất? Em thích một lẩu, một cá. Em chỉ một lẩu, một cá là được. Đã bao giờ nấu cho người mà mình yêu ăn chưa anh? Dạ, chưa có ai hết. Chưa có hết. Dạ, nấu cho bố mẹ ăn trong gia đình. Vậy là từ xưa giờ anh chưa quen ai? Dạ, chưa yêu ai, chưa quen ai luôn. Chứ anh không có động lòng với cô gái nào sao, hay là không có để ý ai sao? Giống như mình để ý họ mà họ cứ lầm lơ mình thì tới giờ luôn. Ừ. À. Để ý bao nhiêu cô rồi? Thì trong công ty thì để ý thật qua thôi, chứ một hai cô thì qua thì chưa. Ừ. Chưa sâu nặng ra hết. Nhưng mà khi mà anh để ý mỗi người, anh thích mỗi người. Dạ. Thì anh sẽ có, anh để ý xong anh sẽ làm gì, bước tiếp theo anh sẽ làm gì? Thì nếu mà được lâu thì cũng mời ta đi uống nước, đồ, tỏ tình mà cũng được. Bao nhiêu lần tỏ tình thất bại rồi? Hai lần. Anh kể về hai cái lần tỏ tình thất bại. Mình thích một người đó mà người đó là chỉ kể nghĩa anh em thôi, chứ không có yêu đương. Anh tỏ tình theo kiểu gì? Thì mình, bây giờ mình hãy mời tại lên đồ, mời để đi uống nước, tức này ta tới chỗ ấy. Hãy rủ ta đi chơi, tắm chiều. Rồi cái lần sau thì cái người kia đầu thì bảo là làm anh em, cái người sau là sao? Cái sau cũng vậy luôn. Anh em luôn? Anh em của anh em. Rồi rủ đi uống nước ấy, người ta kia làm anh em hết, sao kỳ vậy? Thế rủ đi uống cái khác đi. Ừ, đi xem phim, đi này kia, đi nhậu đó. Nhậu được kỳ quá. Nhậu không được. Không nhậu được? À, tới giờ thì đâu nhậu đâu. Thì cứ rủ đi uống nước thôi à? À, được rồi, đi ăn uống thôi mà không chịu. Ngay từ đầu là người ta không chịu. Ngay từ đầu họ không chịu thôi chứ là... Anh nghĩ là bản thân mình có một cái điểm gì mà tại sao người ta không chịu như thế? Tại họ trẻ mình, người ổn hay là để họ chịu ngoại hình của mình. Chắc họ chịu ngoại hình của mình ổn. Đó cũng là một cái nhược điểm của anh á. Tại do ngủ nướng nhiều quá nên ngoại hình ốm đúng không? Không có, thì chiều thứ bảy chủ nhật cái công việc nhiều quá nên ngủ tí ra. Tại ngày thứ bảy chủ nhật đã cưỡi nhiều lắm. Đa số mùa này là mùa cưỡi nhiều này. Nói chung là chưa yêu ai cả, kinh nghiệm tình trường chưa có gì hết luôn. Chưa có gì hết. Này ạ, này mới gọi là ế bình vững này, chứ như ông kia mà mới có ế một năm mà gọi là ế bình vững gì.
Nhưng mà xung quanh anh không có ai giới thiệu hả? Mẹ anh làm nhà hàng, quản lý này kia cũng không có giới thiệu cho anh à? Dạ cũng có giới thiệu mà họ không chịu. Họ cứ làm lỡ. Nhưng mà sao tình gái anh cứ làm lỡ nó đi. Rồi. Về mẫu người yêu thì anh thích mẫu người như thế nào? Ngoại hình ra làm sao? Dạ bình thường thôi chị. Bình thường có hiểu gì về bố mẹ rồi. Bình thường với anh nó khác bình thường với em với mọi người ở đây nè. Nên cái gì mình có một cái mẫu người chi tiết cụ thể thì tụi em sẽ tìm dễ hơn cho anh ha. Ví dụ như cao bao nhiêu? Dạ cao hơn một mét 50 chị. Đấy, bây giờ em ví dụ nha, cao bao nhiêu nè. Rồi cái gì mà anh thích ở người phụ nữ đó thì anh cứ liệt kê ra cho tụi em nè. Dạ cao 1m50, ngoài hình dễ nhìn được rồi. Dễ nhìn là như thế nào anh? Dạ. Nếu vào mà đừng anh người đừng nhuộm tóc, đừng móng tay, móng chân. Không nhuộm tóc, không sờ móng tay. À. Người giản dị. Sơn này được không? Dạ được. Nhuộm cái này được không? Không. Nhuộm này không được hả? Nhuộm chèm không được luôn. Không. Nhưng mà trời ơi. Nhuộm này được không? Nhuộm chèm mà không được thôi luôn á. Được, có hình xăm được không? Có thể xăm thôi. Đừng để cho này ta thấy. Thấy ôi chứ để ta trên tay không thấy sao. Thấy luôn này được không? Đã xăm nhỏ nhỏ thôi đừng lỡ. Sợ bố mẹ xăm. Đó xăm như chị đó được không? Được không? Dạ nói chung thì cũng bình thường thôi chung gạt quả. Tóc dài hay tóc ngắn? Hát cho tặng các chị bài Quảng Bình quê ta ơi coi nào. Dạ em hát được. Hát không được hả? Trời bài Tủ quê hương mà lại không hát được hả? Em vô đây vậy em đủ không? Để thả đó. Trời, làm âm thanh không biết hát là sao trời. Đó không biết thả ra nè. Rồi, gì nữa không? À, về đi. Rồi, vậy bởi vì sao mà anh tìm được người yêu? Em hỏi thật luôn á. Mình cũng phải mạnh dạn, mình cũng phải nói chuyện, mình cũng phải chia sẻ. Ví dụ anh chia sẻ tụi em thì tụi em mới biết mẫu người của anh như thế nào. Để tụi em còn hả đi tìm cho anh cho nó dễ. Còn này là anh để cho tụi em hỏi anh xong rồi anh chia sẻ là ừ bình thường. Thì ví dụ như ở ngoài đường quá trời giá cô gái bình thường hôm sau không quen mà phải là đến chương trình, đúng không? Dạ. Thì mình phải tự tin, mình phải như thế nào chứ. Như vậy là anh không được lên sân khấu hay đâu. Cái này tụi em nói thật. Để anh hỏi được cái động lực nào mà để anh đăng ký tham gia chương trình? Dạ mẹ bảo lên chương trình đăng ký thử. Để cho em đăng ký một lần không được. Chương trình không gọi. Em đăng ký lại lần 2. Nhưng mà bản thân anh có muốn tìm cái một lửa chưa? Dạ rồi muốn anh. Dạ em muốn lâu lắm. Đợt trước em đăng ký cách đây một năm rồi. Em lên đây mà cùng phòng bản đồ mà thầy chương trình gọi lại. Tại vì anh cũng đi đây nè, sao chương trình dám gọi lại. Tại vì ví dụ như khi lên sân khấu mình cũng phải tự tin, mình cũng phải nói chuyện giọng dạc để cô gái bên kia họ nghe. Họ biết là mình cũng có ý chinh phục này kia, cũng giao tiếp luôn đấy. Thì họ mới ấy chứ, mình phải rút kinh nghiệm lại. Dạ dạ, cái này đem kinh nghiệm lại. Đem nói nhiều hơn. Tuổi tác của mấy người đàn gái mà anh mong muốn như thế nào? Dạ, một chị trên 6 anh. Cái tuổi đó nè. Dạ. Mình cho một cái khoảng đi thì... Cái khoảng đi, khoảng đi ở đây. Ngọn 196 đến 2 ngàn. 196 đến 2 ngàn. Ví dụ như bằng tuổi anh luôn được không? Dạ, cũng được, bằng tuổi có tốt nữa. Vậy là khoảng nào? Khoảng nào? Bây giờ cho khoảng. Còn này lên từ 1993 đến 2 ngàn. Đến 2 ngàn đúng không? Dạ đúng rồi, đến 1993 đến 2 ngàn là ok. Có vùng biển nào mà thì sao? Dạ vùng nào đây đừng cũng nước miền Tây, tại em thích. Không thích miền Tây. Dạ nhà cũng em thích miền Tây. Và vô cùng nào cũng được. Em có mấy anh chị em trong nhà Thắng? Dạ em có mà ba chị em, hai chị em lấy chồng đây con mình em. Ba chị gái lấy chồng rồi. Dạ. Hết trong đây luôn. Không có chị lấy chồng ở ngoài Hà Nội, cũng chị lấy chồng ở trong đây. Ừ. Vậy là anh là con út trong nhà. Dạ em út. Ừ. Rồi. Ok. Dạ, bây giờ là cái mức thu nhập của anh là 6 triệu một tháng á. Yeah. Thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào để mà cho nếu mà tìm được bạn gái thì sẽ tiến tới hôn nhân ấy. Thì anh chuẩn bị như thế nào? Dạ em cũng chuẩn bị được nửa rồi. Được nửa là nhiêu anh? Được tại em với em mới xây nhà đâu xong rồi cũng được có mấy trăm rồi. Tại mình mới xây nhà ở quê xong. Là bây giờ anh chuẩn bị được bao nhiêu để cưới vợ nè? 200 nè. Được 200 nè.
cái dự định tương lai cho mình là về quê à? Dạ, về quê, về lập nghiệp ở quê. À, là dự định về quê lập nghiệp hả? Dạ, là xây nhà ngoài Quảng Bình hả? À, dạ, sau này mình về quê lập nghiệp. Sau này là về già, về hưởng thụ hả? Không, còn trong bạn gái bạn có chịu muốn về giờ thì về, thì vài năm nữa về. Nhưng mà ý của em á, dạ, em mà định về quê em ở đây. Dạ, em trúng mà em ở đây đã. Ừ. Một thời gian nữa em về lập nghiệp ở quê. Ừ, về lập nghiệp ở quê thì em làm gì ở quê? Em về em mở tiệm sửa xe, về là chuyên ngọc thành. Anh sáng đám cưới. Em học nghề trên trại sửa xe. Hiện nay cũng đang sửa xe luôn hả? Dạ, bạn là cho hai nghề. Tức là thứ bảy chủ nhật thì nhiều tiệc tùng thì đi làm nhà hàng. À. Còn bình thường là ít việc thì là ở nhà sửa xe. Dạ, đúng rồi. Là sửa cho người ta hay sửa cho mình? Dạ, sửa cho ông anh. Ông anh hả? À. Vậy là tổng thu nhập một tháng còn bao nhiêu? Còn là cái sửa xe ngoài thì mình tính hàng tháng, ngày lâu lâu thì mới đi làm thôi. Ừ, nhưng mà ý là ví dụ như cả hai nghề với một tháng em thu nhập được khoảng bao nhiêu? Dạ, ngoài thì một tháng em có kiếm được 2 triệu ạ. 2 triệu à? Với lại 6 triệu ở kia nữa là khoảng 8 triệu một tháng. Ừ. Còn tiền nhà cửa là mẹ lo. Người kia cũng phải phụ mẹ đâu, người kia. Phụ mẹ hả? Dạ. Dạ, cũng phải phụ mẹ thôi. Phụ mẹ nữa hả? Quán bệnh anh Phúc nào? Em bảo ngay bố tay chị, ngay đâu đâu không nhớ đi ra. Ừ, Huỳnh bố chặt à? Dạ, Huỳnh bố tay. Bạn động Phong Nha thì bán hả? Dạ, Phong Nha thì bán đôi, ngay biển đôi chị. Rồi. Về kinh doanh du lịch có khi lại giàu. Đúng không? Ở dòng Ngoài Ninh đang phát triển đến sân bay quốc tế đi. Rồi có tiết kiệm được gì để lấy vợ chưa? Ngoài cái đất xây nhà ở Quảng Bình ra thì tiền bạc mình có tiết kiệm được nhiều chưa? Dạ chưa chị, mình đang ít. Vẫn đang ít hả? Từ khoảng bao nhiêu rồi? Trong tổng 200 chị. 200 mà có đất có nhà rồi mà tiết kiệm được 200 là cũng ok rồi. Nhà em ngoài bố mẹ cho đất đã ngoài 15 nhà đô xong. Em làm xong chưa? Dạ xong rồi. Nhà tiền của em luôn hả? Dạ nhà cấp 4 rồi, dạ xong rồi. Thì cấp 4 thì dạ, nhà xong rồi. Nhà được rồi. Dạ. Ôi thế nào một tháng có 8-9 triệu mà tiết kiệm còn đấy xây nhà là ngon rồi. Vậy là tiết kiệm dữ lắm đấy đúng không? Dạ em đâu ăn uống chơi bời đâu em. Làm không ăn uống chơi bời thì? Dạ em xong em về nhà. Từ sau này bạn có bạn gái thì có ra đâu rồi phóng khoáng các bạn dạ, gái dạ có chứ, có bạn gái thì đáp ứng những bạn đầy đủ chứ. Ừ, lo cho bạn đầy đủ đúng không? Dạ. Ừ, ok. Để bạn thiệt thôi, tôi bạn. Em là cao 1m56 hả? Dạ. Nặng 48kg, hơi nhỏ con ha. Rồi ok, cảm ơn Khánh nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ với em. Nhưng mà phải tự tin lên nha. Về thì em sẽ tập nói nha. Không phải là tập nói mà ví dụ như bản thân mình phải thoải mái, mình phải tự tin lên, được chưa? Ừ. Ok, cảm ơn em.